Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 5 tháng 8 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Tiếp đón lãnh đạo khối IP từ công ty mẹ và tân trưởng đại diện COICA tại Việt Nam. Vinh danh 18 nhân viên đạt điểm số cao trong kỳ thi năng lực tiếng Anh và tiếng Hàn. Và sau cùng là lễ tổng kết khóa đào tạo Future School 2. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Sáng ngày 31 tháng 7, lãnh đạo công ty đã đón tiếp đoàn đại diện đến từ khối Intellectual Property của DHI đến thăm và làm việc tại Dusan Vina. Hai vị khách quý từ công ty mẹ là thường vụ Can Dong Hee và quản lý Lee Byung Ching đã được giám đốc khối PID ông Lee Ante tiếp đón trang trọng tại phòng họp của khối. Hai bên đã có cuộc trò chuyện cởi mở và thảo luận một số vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Dusan Vina trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương hiệu, mà đặc biệt là những sáng tạo kỹ thuật hay còn gọi là Kaizen mà đội ngũ công nhân viên công ty đã sáng tạo ra trong những năm qua. Đồng thời, trong buổi sáng cùng ngày, tân trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA tại Việt Nam, ông Chan Chae-jun cùng ba cộng sự đã được lãnh đạo công ty tiếp đón tại văn phòng chính. Tổng giám đốc Ri Han Ha cũng đã gửi lời chúc mừng ông Chan Chae-jun, đồng thời hai bên cũng có dịp ôn lại một số dự án hợp tác của COICA mà Dusan Vina tham gia trong thời gian qua. Tân trưởng đại diện Chan Chae-jun đánh giá cao tinh thần hợp tác của Dusan Vina, đồng thời khẳng định rằng COICA sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hỗ trợ tại khu vực miền Trung trong thời gian tới. Vượt lên trong tổng số 638 nhân viên tham gia kỳ thi năng lực tiếng Anh và tiếng Hàn, được tổ chức trong tháng 5 và tháng 6, 18 cá nhân đạt điểm xuất sắc đã được bộ phận đào tạo trao giải thưởng vào chiều ngày 30 tháng 7. Kỳ thi năng lực tiếng Anh đợt 1 năm 2014 theo tiêu chuẩn TOEIC đã được tổ chức vào 2 ngày 24 và 25 tháng 6 với sự tham dự của 615 nhân viên, trong đó có 14 người Hàn do Trung tâm Ngoại ngữ HICIC ra đề và giám sát. Trong khi đó, kỳ thi năng lực tiếng Hàn theo tiêu chuẩn TOPIC dành cho 23 nhân viên phiên dịch tiếng Hàn diễn ra vào ngày 20 tháng 5 do Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trâm Oanh, Bộ môn Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh ra đề và chấm thi. Mặc dù không lập được kỷ lục mới cho hai lĩnh vực ngoại ngữ này, nhưng đây là kỳ thi mà số điểm trung bình của các thí sinh tương đối cao so với những kỳ thi trước. Trong kỳ thi này, số điểm cao nhất đã thuộc về chị Lee Hoon Suk khối Design với 905 trên 999 điểm. Và người có điểm thi topic cao nhất là chị Trương Thị Như Thuận bộ phận EHS với số điểm 264 trên 300 điểm. Tại buổi lễ trao giải, 18 cá nhân đã được vinh danh, trong đó bao gồm 2 người nhận giải nhất, 6 người nhận giải nhì, 6 người nhận giải ba và 4 người nhận giải MIP vì đã có số điểm tăng trên lệch giữa hai kỳ liền kề cao nhất. Việc tổ chức các kỳ thi năng lực ngoại ngữ cũng như tổ chức các chương trình bồi dưỡng khả năng ngoại ngữ cho công nhân viên từ lâu đã trở thành một chương trình không thể thiếu trong kế hoạch đào tạo của Dusan Vina. Sau 14 tháng triển khai và tiến hành đào tạo, khóa học Future School 2 dành cho 26 học viên là quản lý cấp trung của Dusan Vina đã kết thúc sau buổi lễ tổng kết vào chiều ngày 25 tháng 7. Tham dự lễ tổng kết khóa đào tạo Future School 2 có sự hiện diện của Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Kim Yong-soo, 26 học viên của chương trình đào tạo và chuyên gia huấn luyện Trương Minh Tứ của Trung tâm Đào tạo Dale Carnegie. Qua 14 tháng học tập, 26 học viên đã đi hết 216 giờ học, kéo dài từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014, với 13 chương trình được xây dựng theo mục tiêu nâng cao năng lực hành vi lãnh đạo, phát triển năng lực quản lý chuyên môn dựa trên đường lối Dusan Way, đặt nền tảng cho việc tiếp tục đào tạo và phát triển cá nhân. Phát biểu tại lễ, Phó Tổng Giám đốc Kim Yong-soo đã bày tỏ lời khen ngợi về sự tiến bộ của học viên, đồng thời nhắc nhở các học viên phải có ý thức rõ rằng họ chính là những người kế nhiệm để lãnh đạo và phát triển công ty. Vì thế, mỗi người cần tích cực nỗ lực học tập và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Trước khi khép lại lễ tổng kết, ban lãnh đạo, giảng viên và các học viên đã cùng tham gia tiệc thân mật tại nhà ăn Main Office. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Oh,
Bản tin trưa của Dusanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V5N58. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.